Tâm hình có được hiến máu không? Hiến máu là một hành động quan trọng có thể giúp cứu sống rất nhiều người. Hàng ngày, nhiều người trên thế giới dựa vào máu hiến tặng để tồn tại. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện để hiến máu, và một trong những hạn chế có thể ngăn cản mọi người hiến máu là có hình xăm. Có một hình xăm có thể làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh truyền nhiễm, như nhiễm trùng máu, viêm gan B và C, HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu khác. Điều này là do quá trình xăm liên quan đến việc chọc thủng da và tiêm mực vào các lớp sâu hơn. Nếu thiết bị xăm không được khử trùng đúng cách, hoặc nếu nghệ sĩ xăm không tuân thủ các biện pháp vệ sinh đúng cách, điều đó có thể dẫn đến sự lây lan của bệnh nhiễm trùng. Để ngăn chặn sự lây truyền của các bệnh nhiễm trùng này, các quy định về hiến máu thường yêu cầu người hiến máu tránh xăm mình trong một thời gian nhất định trước khi hiến máu. Khung thời gian cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào tổ chức và địa điểm hiến máu, nhưng thường dao động từ 6 tháng đến 1 năm sau khi xăm trước khi đủ điều kiện hiến máu. Điều quan trọng cần lưu ý là, hạn chế này không chỉ áp dụng cho việc xăm hình mới, mà còn áp dụng cho bất kỳ hình thức xỏ khuyên nào trên cơ thể, kể cả xỏ lỗ tai. Ngoài ra, những người gần đây có hình xăm hoặc xỏ khuyên nên thông báo cho nhân viên hiến máu về tình trạng của họ, để đảm bảo rằng máu được hiến tặng an toàn cho người nhận. Tóm lại, có một hình xăm có thể là một rào cản đối với việc hiến máu, do tăng nguy cơ lây truyền các bệnh truyền nhiễm. Bằng cách tuân thủ các quy định về hiến máu và tránh xăm mình trong một thời gian nhất định, chúng ta có thể giúp đảm bảo rằng máu được hiến là an toàn cho những người cần nó. Hãy nhớ rằng, hiến máu là một hành động tử tế vị tha có thể tạo ra tác động đáng kể đến cuộc sống của ai đó. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.